Alo, Trời Chốt Sáu xin kính chào quý vị anh em và các bạn nha. Hôm nay thì mình lên cho anh em top là 8 con Bexie Mỹ 3 tháng tuổi, màu đỏ đen. Rất đẹp luôn nha anh em. Bốn đực bốn cái. Chó này khoảng tầm chục ký rồi. Từ 8 ký, 9 ký, 10 ký một con. Chích ngừa 2 mũi. Chó cha có giấy VK. Chó mẹ thuần chủng 100%. Đây. Đàn này thì chó con không làm giấy. Thích hợp để cho anh em nuôi giữ nhà giữ vườn nha. Chó rất đẹp luôn á. Sức khỏe thì ok. Rồi anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại của mình nha. 0766778880 nha anh em. Quay cận cảnh một vài con cho anh em xem nha. Màu này từ màu đỏ đen, đỏ bả trầu cho tới màu Duron luôn. Màu rất là đẹp luôn, hiếm có đàn nào đẹp như vậy. Ok.